Công nhân thì đừng nghĩ tới chuyện ăn mấy món này. Chuyện là hôm bữa đi công trình, vừa mới tan ca là ông ba đóng đủ đi ăn bọ biển, rót vòi vôi, tôm mũ ni, cái tôi từ chối liền. Anh, em chỉ là anh công nhân may mắn thôi nha, làm sao mà dám nghĩ tới chuyện ăn mấy món đó anh trai. Ông bảo, trời ơi, vậy là chú em chưa biết tìm hải sản hàng độc lạ giá hạt dẻ Biển Đông này rồi. Nói xong cơm kéo sơn tới đây liền luôn. Mà lạ thiệt, xì tai thì bình dân với không gian mở bàn ghế đơn giản, mà cái quầy hải sản xịn dữ thần à. Ốc hương thì bự hơn con ốc ma ở quê sơn nữa. Ăn nhiều rồi mà lần đầu tiên cầm con ốc giác còn sống trong tay luôn á. Mà tới đây mới biết con tôm tích chỉ là tôm mũ ni, nó biết bơi nữa nha. Đó giờ tưởng nó chỉ biết bò thôi. Ấn tượng nhất là con bọ biển sống ở độ sâu lên tới 2000m. Bởi vì cái lớp vỏ nó rất là cứng luôn, nhưng mà thịt ở bên trong thì lại là mềm nha. Có cái vị ngọt ngọt và mọng nước, cái kiểu nó vừa giống tôm mà lại vừa giống cua. Nói chung cái vị rất là đặc trưng mà phải ăn mới cảm nhận được. Hải sản mà đã tươi thì mặc định là ngon khỏi nói nhiều. Quán có cái nước chấm tự làm ăn dính lắm nha. Nhân viên thì vui vẻ thân thiện. Ăn gần xong lúc về thì anh chủ khều đưa cho con này bỏ túi nè. Tới công chuyện tối nay luôn.